ra. Rồi ok. Đấy. Anh Hải anh lấy luôn xuống đây vào đây à? Đó, vào đây anh này. Anh Hải nhiều người gọi thích cái cây cái cây để cho anh Hải lắm ấy. Sao anh ngồi kín thế? Về ở đây quay à? Đâu em về quê mà. Quê có việc chứ không chẳng ra đây. Về quê đi qua đây mà. Lên Hòa Lạc. Quê em là ở Hòa Lạc. Hả? Cuối đại lộ Thăng Long. Đường đại lộ Thăng Long á. Cuối đấy, gần cuối. Gần cuối. Cuối gần đại lộ Thăng Long. Mở hàng cái nào chưa anh? Chưa. Thế à? Đấy, chở 5 cây. Đây đúng không? Si đây là đẹp phết nhỉ anh? À có phải cái si ở trên cái chậu hôm trước đúng không anh nhỉ? Hả? Có phải cái si ở trên cái chậu đẹp đẹp hôm trước đây không? Chậu phải đánh rơi vợ mất rồi. Ôi trời. Sao lại rơi? Nhiều ông bê đi bê lại nên là à. Rơi. Mình tự tay làm rơi hay là ông ấy làm rơi? À? Mình làm rơi hay là người khác làm rơi? À, để ở trên cái chậu cái hổ nên là à. Rồi. Đấy thì anh Hải anh tiếc lắm ấy. Toàn ông đấy. Ok. Xin dâu. Xin tay chuột. Đấy gọi là tay chuột này các ông. Hôm đấy em có ở nhà đâu. Hôm đấy lại có việc ấy, ở quê. Hôm đấy anh Hải có đi không anh? Hải hay ra chợ ơi. Không à? Đúng không? Đóng về quê. Đi qua đây. Quê ngay ở đây à? Dạ. Không. Cách đây mấy cây số nó lên phía Hòa Lạc kìa. Quê công ty. Đây cây ông đấy gì? Đây còn cái cây mà vẫn đây. Cái hoa giấy đấy. Mọi miền tổ quốc. À vừa bán cái hoa giấy cho ấy gì? Phải nhỉ? Ai bán cho cái hoa giấy tí kia nhỉ? Bán cho là bán 308 đấy, bán cho ai bán cái của ai trước? Đấy cái men của ông bao tiền đấy? Cái men 2,5 triệu. 2,5 triệu. 2,5 triệu. Hay quá. Đấy hôm trước tôi quay nhưng mà không biết giá đây. 2,5 triệu. Cái hoa giấy đây. Ủa? Vâng, cái men đấy. Quái chưa? Bây giờ chợ này lại to hơn cả chợ Hà Đông. À, rồi. Chào các nghệ nhân. Dạ. Quê này hay phết nhỉ. Cái này của bác nào đấy? Cái nghệ thuật này của bác nào đấy? Bác nhỉ, cây này của ai đấy? Đó, nhìn hạt cưới vô giá mẹ. Tuấn. Cây hoa giấy kia bao tiền anh? Hoa giấy 2,5 triệu. Tuấn này cây đẹp thế. Đấy, con cây này à, cây này có con chi này. Đâu? À, đây có sinh quê đấy. Vâng, sinh quê. Anh cũng làm một cây quê đi. Quê mấy tiền anh? À, cứ vào đi ạ, rồi ngại. Tác nghiệp đi ạ. Giờ ngại tiền. Ở đây si đấy thì si này hôm trước quay rồi mà. Đâu, trên này còn đây. 8 bài này. À 8 bài. 8 bài háng rộng rất rộng nhỉ. Háng rộng như để đấy. 8 bài. Để con trai thôi. Rộng đủ cho họ. Lấy. To quá. Háng rộng thì làm sao mà nhỏ được. Con kia cắt cái đấy sau chơi đẹp hơn rồi. Dạ. Vâng, nhưng mà bây giờ ngại chơi quê quá. Ngại chơi quê chỉ được. Giờ gọi là quê là chỉ người chơi. Quê mình giờ mình chỉ leo chỉ làm chơi. Này bao tiền anh? Báo giá cho khán giả biết đi này. 6,5 triệu. 6,5 triệu. Của Lê Minh Tuấn. Lê Minh Tuấn. Đấy, xì búp hồng. Lê Minh Tuấn. Đây đây đi này là Tuấn à. Được. Đấy. Con này là con đắt tiền cả 3-4 củ này. Có cục gì đây?
Lưu Vương à? Lưu Vương. Ê. Trên này chợ trên này bây giờ vui quá nhỉ. Ờ đông đông. Cứ có này đi ngược lên đây quay thoải mái chứ. Ui. Bận lắm anh ạ. Cái kia nó gần nhà đi được. Hôm nay được nghỉ. Vâng, hôm nay nghỉ về quê có tí việc. Bác tháo em 400 500 luôn. Đấy, cái gì đấy? À, kia là. Đấy, bác lấy được em rồi. Lên 500. Du này. Để quay mặt sau cái quê này chắc nhiều anh em thích đấy. Ăn chậu đấy. Mặt kia thì ok quá. Cái này cái nghệ thuật biết cái này tí. Phong tranh nghệ thuật. Mình là mình thực tế là mình hơi ngại quê quê. Dẫn về chắc là quán cho anh hoàn thiện mình nhé. Đây, cái thẻ này quán cho anh ạ. Nào, quán, chia đôi nữa nè. Chia đôi. Chia đôi. Giả thêm vào. Giả thêm đi, tôi bảo ông đệ nó bán cho. Đây. Giả thêm đi, tôi bảo ông đệ nó bán cho. Ấy. Ác rồi. Rồi. Không có cái cây gì sộp này á. Quá độc luôn. Me từng vi chi. Si Lộc. Si Lộc. Từng vi này. Cái từng vi này bao nhiêu tiền không? 800. 800 nghìn. Dạ, rất hợp lý. Đây. Dạ. Đấy. Hình như có mùi phân bò quanh đây. Mùi phân bò. Nước rái trâu. Đây. Đây nó đọc 800 kia. Đây này, mặt sau mà được như mặt này thì được. Biết là đặt cọc 20 triệu. Biết là được lão được nhưng mặt sau thì chán quá. Ở tay này thế mà bây giờ làm lại thì ngại. Làm gì vậy? Cái phân nhìn nghệ thuật. Tí tay ok tiền quê đi ngại động quá lắm quê ngại động các mẹ đây rồi đi phân cốt sạch sẽ cây quả tuấn tuấn này đây giờ ngồi giữa đấy ông lấy về mà gột lại gột lại dưới ông bị cắt tay nào hay cắt tay ngoài cái này á cắt hết à không cái này thì cắt thì cái này cắt thì vứt vứt cái này vẫn thế là chỉnh nhau được. Ông là chỉ chơi cái phần này thôi gì? Cái phần này thôi. Cái tay là góc bên này làm được phải gì? Đây muốn chơi thì vít xuống tí. Vít thế nào nữa? Chưa. Vam. Xe để đây mới có vào bốc góc chưa? Tìm xe cái. À đây vẫn còn kia. Rồi ok. Ở mẹ. Mẹ thân ở nãy nó bảo này. Đi chơi hết chợ vào cái đã. Cái đề này của ai đấy anh Tuấn? Đâu? Cái này. Của Hùng. Hùng. À, Hùng. Trong này rộng lắm, tuyệt đây trong cái đấy cả. Ra. Chợ này nhiều đồ lắm. Vâng, em biết rồi, nhưng mà đằng kia nó không có cây ấy, toàn hoa. Đâu có. Đấy, cái này cái gì là cái gì này? Đó, biết rồi. Cũng phải nguyện duyên chơi. Mua về bán nhanh. Có đất đâu mà chơi, anh không phải bán mà chơi thì sướng. Nhà đất. Ơi! Làm có tranh quê đấy. Ngắm đấy. Thuộc này nắm tiền chơi rất trả chợ mua đèo. Mua đề của Hùng. Rồi đó. Đẹp. Ba vai làm một cái làm cái trực bành hay cần gì kém. Đi ở trên nhà xuống à, vâng. Đó về quê có tí việc ạ, đi qua đây. Cái này cần gì để ghép? Để bỏ luôn. Bỏ cái này đi, ghép vào. Bỏ luôn cái này không cần ghép. Làm cái trực hoành đẹp quá. Mẹ nó khỏe không? Dạ. Được dẻo ạ. Mẹ cơ.
Dạ. Bố mẹ bắt ngoài là gì? Dạ vâng. Vứt xứ đi, cái này lấy làm gì? Cái trực hoành hay hơn đấy. Trực hoành hay hơn. Trực hoành hay hơn nhiều không? Dạ. Em đi đâu? Ờ em xin. Đâu nay mang cây này đi à? Tôi kêu lên đường được có được đâu.